Thành ủy Bà Rịa đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo báo cáo của địa phương, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển ổn định. Làm việc với thành ủy Bà Rịa, đảng ủy phường Long Toàn kiến nghị thành phố sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tám trường hợp đã nhận tái định cư tại khu vực tái định cư Long Toàn, phê duyệt quy hoạch khu dân cư tỷ lệ 1 phần 2.000 phường Long Toàn nâng cấp một số tuyến đường nhằm thoát nước, chống ngập úng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Thành ủy Bà Rịa đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, có giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số, quan tâm công tác phát triển đảng viên, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.